và những người chưa hiểu về Phật pháp, họ nói rằng bà tu như vậy á là suốt ngày cầu chết, suốt ngày cầu chết. Và Phật tử có yêu cầu rằng thì xin thầy trả lời cho đại chúng được biết ở đây á, chắc chắn là chuyện chúng ta cầu vãng sinh là không phải là cầu chết. Chúng ta biết rằng á, vạn sự vạn vật ở thế gian này đều theo cái quy luật là sinh trụ dị diệt. Con người chúng ta thì theo quy luật là sinh già bệnh chết. Thế giới sơn hà đại địa thì theo quy luật là thành trụ hoại không. Cuộc sống của chúng ta ở trên đời này chúng ta nghĩ là 100 năm là dài. Nhưng mà không. Thực tế chúng ta nhìn đi nhìn lại 100 năm của chúng ta như một nháy mắt vậy, như một chớp mắt vậy. Không có gì là lâu dài, không có gì là bền bỉ cả. Nhưng mà thử hỏi rằng có mấy ai chúng ta sống được 100 năm đâu. Mà 100 năm á, thì chúng ta biết là trải qua bao nhiêu là buồn tủi, khổ đau và những điều bất công ngay trong chính con người chúng ta và cuộc sống chung quanh chúng ta. Nó diễn ra thường ngày. Con người của chúng ta sinh ra ở trên đời ai cũng muốn cầu cho mình có một cuộc sống bình an, hạnh phúc và trường thọ. Bình an, hạnh phúc và trường thọ. Đó là cái tâm nguyện của loài người chúng ta. Ở đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì là muốn cho chúng ta đạt được cái tâm nguyện đó, được miên viễn, được trường cửu. Cho nên á, sau khi thành Phật, Ngài dùng bằng pháp nhãn của chư Phật, Ngài thấy rằng á, ngoài thế giới Sa Bà của chúng ta, tuổi thọ bình quân là 70-80 tuổi ra, Ngài nhận thấy rằng cách ở thế giới Sa Bà của chúng ta về phía phương Tây, cách 10 muôn ức cõi Phật, nơi đó có một thế giới tên là Cực Lạc. Và thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà. Ngài đã thành Phật đến đây đã 10 kiếp rồi. Mà tuổi thọ của Ngài theo như trong kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca giới thiệu đó, tuổi thọ của Ngài còn vô lượng vô biên. Và đặc biệt đó, đại chúng ở trong thế giới đó thọ mạng cũng vô lượng vô biên. Phúc báo thì khỏi phải nói rồi. Đọc kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy lầu các điện đài không thiếu cái gì ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong kinh Vô Lượng Thọ có diễn tả rất rõ về cái sự sung túc và đầy đủ viên mãn tâm nguyện của chúng ta ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các quý vị về có thể đọc và nghiên cứu sẽ thấy được vì sao Đức Thế Tôn lại khuyên chúng ta tu tập tin sâu nguyện thiết trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện một đời vãng sinh về đó. Vì Ngài muốn cho chúng ta vĩnh viễn thoát ly chư khổ vậy. Sống ở cuộc đời ở thế giới Sa Bà chúng ta này có rất nhiều những nỗi khổ. Đức Phật chung quy lại là những nhiều những nỗi khổ đó chung quy lại thành pháp số, đó là có ba nỗi khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Nói rộng hơn một chút, Đức Phật nói có 8 nỗi khổ. Đó là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ và ngũ ấm xí thịnh khổ. 8 nỗi khổ này nó nấu nung con người chúng ta không biết bao giờ cho thoát ra được nó. Mà khổ ở thân người, Đức Phật nói chưa ăn nhầm vào đâu. Đức Phật nói khổ ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mới thực sự là đau khổ lâu dài. Khổ về súc sinh á, vì sao mà nói là súc sinh khổ? Vì súc sinh là ngu si, chấp ngã. Cho nên á, rất khó để mà học Phật Pháp. Mà không học Phật Pháp á, thì rất khó để thoát ly sinh tử, khổ đau. Chúng ta biết rằng được làm người, được thân người rồi á, nhưng không phải là ai cũng gặp được Phật Pháp. Gặp Phật Pháp không phải ai cũng tin được Phật Pháp.
mà tin Phật Pháp rồi không phải ai cũng gặp được một bậc minh sư có con mắt sáng hướng dẫn cho chúng ta đi đúng chính pháp để tu tập cầu mong một đời có thể liễu thoát sinh tử, có thể đới nghiệp vãng sinh. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Mà có thể gặp được một bậc minh sư khuyến dạy chúng ta tu hành rồi, nhưng chưa chắc chúng ta đã đủ niềm tin với vị thầy đó. Chúng ta lại khởi rất nhiều những tâm nghi ngờ, tâm kiêu mạn, cống cao. Cống cao ngã mạn thì chúng ta cho rằng á, ta có thể giảng hay hơn ông thầy đó, ta có thể biết nhiều hơn ông thầy đó. Đấy là tâm cống cao ngã mạn. Còn nghi ngờ á, thì chúng ta nghi rằng á, không biết ông thầy đó đức hạnh có bằng ta hay không, lời nói và việc làm của ông thầy đó có khế hợp nhau hay không, hay là ông chỉ nói hay thôi còn làm thì không được, vân vân và vân vân. Đạo tràng đó, ngôi chùa đó có tu hành thực sự thanh tịnh hay không, hay chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, vân vân. Đó là tâm nghi ngờ. Vì nghi ngờ cho nên sinh ra tâm cống cao ngã mạn. Do nghi ngờ cống cao ngã mạn làm ngăn lấp và che chướng mất cái đường tới bến bờ giải thoát giác ngộ của chúng ta. Cho nên á, sinh được thân người là khó, gặp Phật Pháp càng khó hơn, được tu hành trong chính Pháp càng khó nữa, và được giải thoát trong giáo Pháp của Đức Phật là một việc cực kỳ khó. Vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không là Viện trưởng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới có nói rằng á, Ngài dẫn chứng sư phụ của Ngài nói rằng á, ở thời mạt Pháp này 1.000 người tu hành chỉ được 1-2 người vãng sinh, 1.000 người tu hành pháp môn niệm Phật chỉ được 1-2 người vãng sinh. Vì sao vậy? Vì chính vì cống cao ngã mạn vậy. Trong kinh Đức Phật nói là 10 niệm khi lâm chung được vãng sinh. Nhưng mà điều quan trọng là khi chúng ta lâm chung, chúng ta còn nhớ được 10 niệm hay không? Một niệm có thể còn khó, huống chi là 10 niệm. Lúc đó cận tử nghiệp nó đến, thân thể tứ chi thì đau nhức, tinh thần thì mang mang, oan gia trái chủ thì đứng đầy bên cạnh để đòi nợ chúng ta. Khi đó để chúng ta niệm được một câu Phật hiệu quả thực là khó. Đó cho nên á, ở đây có một Phật tử mà phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc tụng kinh Vô Lượng Thọ như vậy. Có một vài người nói rằng á, như vậy là suốt ngày cầu chết. Không, không phải cầu chết. Mà đấy chính là để Hòa Thượng Tịnh Không nói là người mà phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới á, đó chính là người đó đang gì? Đang chuẩn bị cho một mình một cái tư trang để thi vào một cái trường đại học tốt nhất, để trở thành một vị sinh viên học một cái trường đại học tốt nhất ở khắp 10 phương thế giới. Vì sao mà Hòa Thượng nói như vậy? Vì qua kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy sinh về đó, thứ nhất là chúng ta có tuổi thọ vô lượng đồng với tuổi thọ của Phật, của Bồ Tát không khác. Thứ hai, công đức của chúng ta đồng với công đức của các vị Bồ Tát lớn như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền không khác. Thứ ba, chúng ta có trí tuệ biển tài vô ngại, muốn thuyết pháp chúng ta phân thân đi khắp 10 phương để thuyết pháp giáo hóa độ chúng sinh. Thứ tư, nếu chúng ta muốn tạo duyên lành với các đức Phật khắp 10 phương chỉ trong một bữa ăn sáng thôi, trong kinh A Di Đà nói là chúng ta cầm gì, cầm y cách, tức là cái giỏ đó đựng hoa thơm, trái ngọt và các thức ăn vi diệu mà do tâm chúng ta khởi lên muốn có thì liền có. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, tất cả những thức ăn, vật dụng, đồ dùng, quần áo mặc chúng ta khởi lên muốn dùng thì liền vật đó hiện ra trước mắt và chúng ta có được theo như tâm nguyện. Nói như vậy có thể một số những vị Phật tử hoặc những chưa phải là Phật tử mới đến chùa nghĩ là thầy chùa kể chuyện như là chuyện tiếu lâm, nhà sư thì kể chuyện như chuyện tiếu lâm. Chúng ta nghĩ sâu sắc một chút, chúng ta thấy, tôi nói ngay ở thế gian của chúng ta thôi nhé, một vị nguyên thủ quốc gia trải qua bao nhiêu năm họ phấn đấu rèn luyện, từ một đứa trẻ, một cậu học sinh, rồi mãnh sinh viên, rồi ra một người
công chức nhà nước. Từ đó họ phấn đấu bằng tất cả trí tuệ và tâm huyết của họ cống hiến cho đất nước, quốc gia, dân tộc. Sau này đến khi mà công đức của họ đầy đủ, sự cống hiến của họ cho quốc gia đã chín mùi rồi, họ được bầu vào những cái ngôi vị chủ chốt của đất nước, như là tổng thống, như là chủ tịch nước, như là thủ tướng chính phủ, vân vân, tùy theo chế độ của các quốc gia đó. Đến khi đó, khi họ được trở thành một cái người đứng đầu của một quốc gia, các quý vị thấy họ có còn phải đi cày sâu cuốc bẫm mới có ăn không? Có không? Có ăn đi cấy không? Không đi cấy nữa, đúng không? Có phải đi lái xe taxi nữa không? Không. Có phải đi lái xe ôm mới có ăn nữa không? Không. Nhưng mà trước đây còn là một cậu học sinh, còn cậu sinh viên. Nếu mà ở sinh vào cái gia đình hoàn cảnh khó khăn, có thể cái vị tổng thống, vị thủ tướng, vị chủ tịch nước đó vẫn phải đi làm thêm để kiếm sống, giúp đỡ bố mẹ để vượt qua 4 năm ăn học. Chúng ta thấy, nhưng khi mà công đức đã đầy đủ rồi, vị đó không phải đi làm thêm nữa, mà vị đó chung quanh mình, chung quanh cái vị thủ tướng hay tổng thống hay chủ tịch nước của một quốc gia đó, đi đâu có kẻ gì ạ? Có người bảo vệ. Ngày xưa chúng ta nói là có kẻ hầu người hạ đó. Muốn ăn thì có phải xuống bếp để nấu không các quý vị? Ai mang đến? Có người giúp việc mang đến. Mà muốn ăn đó, thì ăn là toàn ăn những cái thức ăn là thức ăn ngon, có đầy đủ sức khỏe để họ lại phục quay trở lại phục vụ cho đất nước được tốt hơn. Có đúng không? Đó, phúc báo ở thế gian của chúng ta khi mà đạt đến cái đỉnh điểm nào đó thì chúng ta thấy rằng không làm chân tay bằng chính công việc đó nhưng vẫn có ăn. Còn về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thầy phải nói như vậy để chúng ta thấy rằng về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, vãng sinh về đó hoa nở thấy Phật, liền ngộ quả vô sinh, chứng được quả vị vô sinh pháp nhẫn, tức là lên hàng thất địa Bồ Tát, tương đương với quả và quả vị A-la-hán ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Đó. Cho nên công đức và phúc báo của các vị Bồ Tát và A-la-hán thì vô lượng vô biên. Công đức của một vị nguyên thủ quốc gia chỉ có thể được 5 năm. Có những người lên làm một khóa thì được 5 năm là nghỉ hưu, công đức bắt đầu xuống dần. Có những vị được 10 năm, có những vị được 20 năm, có vị được 30 năm. Như ngày xưa có vị làm vua chúa đi chăng nữa cũng chỉ được 3-40 năm trở lại. Có những vị được 10 năm, có vị được có 1 năm, có vị được vài tháng. Nhưng ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, vãng sinh về đó rồi công đức vô lượng vô biên, theo thọ lượng của mình, cho đến khi thành Phật, công đức đó càng ngày càng lớn, không bao giờ mất đi. Vì ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là không có gì, không có tuổi già để nghỉ hưu, không có nghỉ hưu. Mà ở đó tuổi thọ vô lượng, chỉ có đi hành Bồ Tát Đạo cho đến khi viên mãn công đức và thành Phật mà thôi. Cho nên á, ngày xưa khi mà tôi mới xuất gia, tôi đọc bảo thế vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc tôi không thích lắm. Vì ngày đó là tôi phát nguyện là tu thiền và tu theo Pháp Hoa Tông, chuyên đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa 4 năm trời. Và lúc đó tôi phát nguyện là tôi sẽ xiển dương Pháp Hoa Tông ở Việt Nam, đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa một ngày ít nhất cũng phải được 2 thời, ngày nào cũng vậy. Mặc dù là tôi là một cậu học sinh rất bận bịu, nhưng mà sáng phải một thời, tối phải một thời tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có thể nói là cũng ngộ nhập được khá sâu sắc về Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, có những cái cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị về Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Và tôi nghĩ rằng tôi phải phát nguyện giống như các vị Bồ Tát Tòng Địa Dũng Xuất, ở lại thế gian này để hóa độ chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh khổ đau, biết tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và lúc đó, có những lúc mà tôi đọc thấy các vị Bồ Tát, các vị Đại A-la-hán như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, được Đức Phật thủ ký cho mà các vị bạch với Đức Thế Tôn rằng bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chúng con sẽ phát nguyện đi các thế giới khác để tùy duyên để đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa để dạy bảo cho chúng sinh, và tùy duyên để
dạy bảo giáo pháp cho chúng sinh. Vì ở thế giới này chúng sinh càng ngày càng cang cường, càng khó độ, cho nên các ngài sợ, các ngài phát nguyện với Đức Thế Tôn đem kinh diệu pháp đi Liên Hoa, đi thế giới khác để truyền bá. Và tôi nghĩ rằng vậy tâm nguyện của Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên quả thật là tâm nguyện của Thanh Văn, tâm nguyện của Tiểu Thừa. Còn tôi phải phát nguyện là giống như Bồ Tát Tòng Địa Dũng Xuất, ở lại thế giới này để độ chúng sinh. Nhưng mà sau này học xong về rồi, lúc đó còn đang làm một anh chàng sinh viên ngồi trên ghế nhà trường Phật học thì không phải lo cái công việc chùa chiền nhiều, chỉ có đi học và tụng kinh thôi. Lúc đó thì chỉ có nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, nghĩ rằng cuộc sống ở ngoài đời thường nó ngoan lành cành đào lắm. Nghĩ là công việc Phật sự của mình chỉ lên ngồi nghe giảng, giảng hay là người ta nghe, mình nói đúng là người ta theo. Nhưng mà trong cuộc sống, về đem kinh Pháp Hoa ra diễn giảng cho các cụ ở nông thôn này, các cụ cứ, mình ngồi giảng ở trên, hỏi các cụ hay không, các cụ cười tít ra, nhưng mà hỏi hiểu không, và lắc đầu chả hiểu cái gì cả. Rồi một thời gian dạy thiền cho các cháu học sinh, các cháu đến học thiền cũng rất là đông, vì ngày xưa thầy cũng đang nghiên cứu và tu về thiền 4 năm. Nhưng xong rồi một thời gian sau thì hết cái lứa tuổi đó đi một cái, các cháu đi học, đi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, rồi ra ngoài đời, rồi đi lập gia đình. Và cho đến bây giờ cả một cái khóa tu thiền đó phải đến 200-300 cháu, nhưng bây giờ cũng chỉ được có khoảng chưa đầy chục cháu hay tới chùa. Đó, cho nên là thất bại. Và đến năm 2012 thì thực sự mà thầy tổ chức cái Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm đó. Khi đó mới nghe về Trung Phong Tam Thể Niệm, nghe về Kinh Vô Lượng Thọ, rồi nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, nghe Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Bây giờ mới sực nhớ ra, quả thật là mình quá ngông cuồng. Ngày xưa phát nguyện là noi theo Bồ Tát Tòng Địa Dũng Xuất ở lại thế giới này để truyền bá Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh, đem kinh diệu pháp Liên Hoa để truyền dạy cho mọi người. Nhưng mà nhìn lại, sự sinh tử luân hồi đối với mình còn mờ mờ mịt mịt ở phía trước. Mình không biết rằng mình đã tu chứng được đến đâu, mình đã chứng được cái gì chưa. Mỗi một ngày chắc chắn là chứng 3 bữa cơm thì có, nhưng mà tu chứng cái gì thì chưa biết. Trí tuệ thì có thể cũng sinh ra một chút, công đức có thể cũng có thêm một tẹo. Nhưng mà khi mà nghiên cứu về pháp môn tịnh độ, thấy rằng các vị mới được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa nở thấy Phật liền thành quả vị Thất Địa Bồ Tát, công đức vô lượng vô biên. Muốn gặp gỡ các Đức Phật ở 10 phương chỉ cần một bữa ăn sáng thôi, cầm cái giỏ mang những thức ăn hoa thơm trái ngọt ở Tây Phương Cực Lạc thế giới theo tâm tưởng mà hiện có, đi cúng dường phân thân vô số, cúng dường khắp các Đức Phật ở 10 phương thế giới. Cúng dường rồi lại được các Đức Phật thuyết pháp cho nghe, nghe pháp rồi lại được các Đức Phật khen ngợi là lành thay, các ông thật là khéo biết phát tâm Bồ Đề. Các ông phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận Đức Từ Phủ A Di Đà, quả thực là sáng suốt. Vì về nơi đó tuổi thọ các ông vô lượng, vì về nơi đó công đức các ông vô cùng vô tận, vì về nơi đó trí tuệ của các ông là siêu vượt các vị Bồ Tát ở thế giới khác. Cho nên việc làm của các ông thật là đáng khen ngợi. Rồi Đức Phật đó giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho mình thành Phật, tên pháp danh là gì đó. Đọc thế đó tôi mới sực nhớ rằng bây giờ tôi muốn nhìn thấy Đức Phật Thích Ca còn khó, muốn nhìn thấy Ngài chỉ lên chùa để nhìn thấy tôn tượng của Ngài thôi. Ngồi thiền quán tưởng muốn nhìn thấy kim thân của Phật Thích Ca quả thật là khó. Muốn nhìn thấy một Đức Phật còn khó, huống chi là nhìn thấy hàng hà sa số Đức Phật. Cho nên khi đó tôi mới giật mình, nói rằng đến vị thầy gốc của mình, vị bản sư của mình là Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài nhập Niết Bàn mới 2500 năm, hơn một chút thôi, ta muốn thấy còn chẳng được, huống chi là thấy hàng hà sa số các Đức Phật khắp 10 phương. Vì vậy mà bây giờ
Tôi như là kẻ mê chợt tỉnh, như là kẻ đói được ăn no, như là kẻ khát được uống. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.